Bảng E của World Cup nữ 2023, nơi có sự hiện diện của nữ Việt Nam sẽ diễn ra ở New Zealand. Các đội tuyển tham dự như Việt Nam, Bồ Đào Nha, Mỹ đều đã lần lượt có mặt tại New Zealand. Tuy nhiên, đội bóng còn lại là Hà Lan lại có sự lựa chọn khác biệt. Theo đó, đội đương kim Á quân đến Sydney, Australia giành quân trước, sau đó mới di chuyển sang New Zealand. Các cầu thủ Hà Lan đã có mặt tại Australia từ ngày 9 tháng 7 và sẽ tập luyện tại đây đến 16 tháng 7 rồi di chuyển sang Auckland, New Zealand để chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên ngày 23 tháng 7. Đây là một quyết định gây tranh cãi của nữ Hà Lan khi thời tiết Sydney, Australia và Auckland, New Zealand lúc này khá khác nhau dù cùng là mùa đông. Trong khi Sydney có nhiều nắng thì Auckland lại mưa nắng thất thường và có nhiệt độ thấp hơn. Tuy nhiên theo báo chí Hà Lan, thầy trò huấn luyện viên Andre Jonker muốn đến Australia trước bởi đây cũng sẽ là nơi diễn ra các trận vòng 1/8 nếu Hà Lan vượt qua vòng bảng. Ban huấn luyện đội bóng rất tin vào khả năng của các cầu thủ nên đã có mặt tại Australia trước để khảo sát cũng như tìm hiểu điều kiện thi đấu vòng 1/8 ngay từ lúc này. Theo lịch, đội tuyển nữ Hà Lan sẽ gặp đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 1 tháng 8 trong lượt trận cuối cùng của bảng E. Trận đấu này diễn ra trên sân Forsyth Barr ở thành phố Dunedin,